Sư phụ nói, người dân không thực sự chọn nhà lãnh đạo mà là công nghiệp của dân tộc hoặc thế giới thi đi chọn nhà lãnh đạo. Nếu ứng cử viên của nghiệp và ứng cử viên của Thượng Đế không giống nhau, thiên ý có luôn thắng trong vấn đề này không? Không luôn luôn. Ví dụ như Chúa Giêsu Kitô, Ngài không muốn làm bất cứ điều gì đối với bất cứ ai. Ngài chỉ giảng đạo cho mọi người để họ làm tốt. Nhưng dù vậy, có những sự đối lập khác. Ngay cả chính phủ lúc bấy giờ cũng lo sợ rằng Ngài có thể chiếm ngai vàng hay quyền lực của họ. Nên nhiều thế lực đôi khi có thể lấn át người được Thượng Đế chọn. Dạ hiểu sư phụ. Nhưng hiện nay trên thế giới chúng ta, có lẽ vì nhiều người ăn thuần chay hơn, nhiều người tu hành hơn, nên mặc dù người tốt, nhà lãnh đạo tốt, hay minh sư hoặc thầy tốt, họ bị công kích, hoặc thanh danh của họ bị bôi nhọ, hoặc bị vu cáo, và có nhiều tin giả và tin xấu về họ, nhưng ít ra họ không bị giết hoặc không bị hành hạ, nhưng có lẽ họ không luôn luôn là người chiến thắng trong cuộc đua. Cũng còn tùy lúc đó thế giới đã thanh tẩy rồi chưa? Dạ hiểu sư phụ. Và được thêm bao nhiêu người có công đức trên thế giới này, cũng như quốc gia đó có công đức thế nào? Được rồi, cảm ơn quý vị. Cô khóc đó có thể hỏi bây giờ. Thưa sư phụ, với quá trình thanh lọc đang diễn ra từ trường của địa cầu có thể nào bừng sáng lên qua lực lượng của lời cầu nguyện cho thế giới thuần chay cộng với giáo lý của sư phụ và tình thương qua truyền hình vô thượng sư, mọi người bỗng nhiên bắt đầu thức tỉnh và ăn thuần chay trên quy mô lớn hơn và rộng hơn so với bây giờ không? Hãy cầu nguyện. Tuy không đột nhiên xảy ra, nhưng hãy cầu nguyện. Tôi ước rằng điều quý vị sẽ thành sự thật. Tôi cũng mơ ước giống như mơ ước của quý vị. Nhưng tôi có cảm giác khẳng định. Tôi chỉ có thể nói thế thôi, nhé. Tốt quá. Dạ, cảm ơn sư phụ. Những điều khác không thể nói thành thật đó. Không thể. Nhưng quý vị sẽ biết khi thời điểm đến. Và tiếp tục cầu nguyện. Dạ, chúng con sẽ cầu nguyện. Chúng ta và những người gọi là đồng tu tiếp tục cầu nguyện cho thế giới toàn năng. Với lực lượng vũ trụ khẳng định, với chúng sinh vũ trụ nhân từ, với lực lượng minh sư tối thượng, với tất cả thiên đế chu cư và trên nữa, tiếp tục cầu nguyện. Trước khi thiền, quý vị cầu nguyện, sau khi thiền, quý vị cảm ơn. Dạ hiểu, sư phụ. Các ngài làm việc nhanh và ráo riết. Chỉ là thời gian trên thiên đàng và thời gian ở đây hoàn toàn khác biệt. Ngoài ra, gánh nặng nghiệp quả trong thời điểm này, phát triển này của chúng ta quá nặng. Quá nặng, vô cùng nặng. Nặng không thể nghĩ bàn. Không thể đo lường được. Dạ, sư phụ. À, tôi nhớ đến tiết mục AP, tiết mục tiên đoán cổ xưa lần rồi. Ông Lưu Bá Ôn nói, nhiều vị Phật để đi xuống như các ngài thậm chí sẽ bị kẹt lại, nên nếu không có lực lượng minh sư chân chính vào thời điểm này, thì tất cả các chư Phật Bồ Tát này sẽ bị nhốt mãi mãi. Ý nói không phải mãi mãi, nhưng rất nhiều niên kỷ. Dạ, sư phụ. Dù chỉ để chia sẻ nghiệp của các chúng sanh khác trên địa cầu vào thời điểm này, chỉ chia sẻ và giúp đỡ thôi, cũng sẽ bị nhốt mãi mãi như thế. Ồ, chao ôi. Tưởng tượng xem. Nói quý vị biết một bí mật, tôi cũng phải giúp một tay. Ý nói dùng lực lượng toàn năng, lực lượng minh sư để cứu một số vị minh sư. Ồ, trong thời đại của chúng ta, nếu không thì nghiệp của đệ tử họ, những nghiệp khác của thế giới sẽ nhấn chìm họ xuống địa ngục. Xin lỗi, tôi không muốn nói tên ai hết. Dạ vâng, thưa sư phụ. Xin cảm ơn sư phụ. Nhưng đó là sự thật, tôi chưa bao giờ kể với quý vị, chỉ nhân tiện tôi nói để quý vị biết. May mắn thay cho những ai thoát được lần này. Thật sự may mắn, vô cùng may mắn.
cực kỳ siêu may mắn. Dạ, sư phụ, đừng xem mọi chuyện là hiển nhiên. Hãy thiền cho giỏi, luôn cầu nguyện, luôn biết ơn vì ân điển mình nhận được. Dạ, cảm ơn sư phụ. Chúng ta thấy rằng người dân có xu hướng chống lại những hành động của chính phủ mà hạn chế sự tự do của họ, mặc dù những hành động đó có thể là tốt cho họ như là cách ly hay yêu cầu đeo khẩu trang. Vậy thì làm sao các nhà lãnh đạo có thể tránh điều này khi áp dụng lệnh cấm thiền? Họ chỉ phải can đảm thôi. Họ chỉ phải làm điều đúng. Ít ra, cho dù không thành công, quý vị biết mình làm điều đúng và lương tâm của quý vị sẽ yên ổn. Nếu quý vị cứ chờ mọi người chấp nhận mình, thì chỉ làm việc vì danh tiếng thôi. Tất cả minh sư đã làm việc trong khó khăn, trong hoàn cảnh bị áp bức, nhưng các ngài vẫn tiếp tục. Rất nhiều người tấn công các ngài, hoặc làm các ngài bị thương bên trong hoặc bên ngoài, đủ mọi thứ, nhưng các ngài vẫn tiếp tục, bởi vì các ngài không làm việc vì danh tiếng, các ngài làm việc cho con người, làm việc theo ý muốn của Thượng Đế. Dạ, sư phụ. Các ngài làm việc để cứu chúng sinh đau khổ, đó là bất kỳ gọi là nhà lãnh đạo nào thì cũng nên làm. Các nhà lãnh đạo chỉ nên làm điều đúng, bất kể gì đi nữa. Quý vị biết mình phải làm điều phải, và để thiên đàng phán xét hành động của quý vị. Đừng bận tâm về cách con người phán xét quý vị, nhưng đôi khi con người thức tỉnh sau nhiều thế kỷ và phán xét nhà lãnh đạo, hoặc bất cứ ai làm điều đúng lần nữa trong ánh sáng của lẽ phải. Dạ hiểu. Dù sao quý vị chỉ phải làm điều đúng. Đừng bận tâm ai nói gì. Nếu trong tâm quý vị biết đó là điều đúng thì cứ làm. Người bình thường cũng phải nên làm vậy, huống chi là nhà lãnh đạo. Dĩ nhiên, nó có thể không đơn giản và thuận lợi, nhưng có nhiều cách quý vị có thể thay đổi thế giới, thay đổi xã hội. Nhiều người đã làm vậy trong quá khứ. Vì vậy bây giờ chúng ta cũng có thể, nếu chính phủ không muốn người dân ăn thịt nữa, thì trước tiên họ phải ngừng tất cả các lò giết mổ, tất cả các kỹ nghệ chăn nuôi, đóng cửa chúng hết, cho các chủ kinh doanh này một số tiền trợ cấp để họ có thể chuyển công việc đó sang loại công việc trồng trọt khác. Bởi vì họ nói đó là nông trại động vật, nên họ có thể chuyển thành nông trại rau và nông trại hoa quả. Họ đã có người, có nhân viên, có đất và các tòa nhà lớn. Họ có thể chuyển tất cả những thứ đó thành một nhà kính để trồng rau, thay vì giam cầm và giết động vật bên trong. Dạ, sư phụ. Và nếu không có thịt để bán, thì không ai có thể mua. Tôi tin chắc sẽ có người lén lút kinh doanh. Có thể vào lúc đầu, nhưng rồi sẽ dễ thôi. Có thể dần dần kiểm soát họ hết, hoặc cấm họ. Và bất cứ ai muốn ăn thịt, họ phải tìm cách, tìm động vật trước để săn hoặc gì đó, và phải tự giết lấy, xem họ có thể làm được không. Đa số người không thích giết động vật khi họ đối mặt với con thú. Ngon đó cưng. Cho bánh táo của em thì hết sảy. Thấy rồi, thịt cừu. Cưng ơi, em muốn thịt thật tươi cơ. Chà, mọi thứ trông tươi quá. Này bác, có thịt cừu tươi không? Nhưng chắc là phải thật tươi đó. Cừu thật tươi. Thật tươi mang lên ngay. Ôi, em đói bụng quá. Tươi sống đây. Cái gì vậy? Tươi sống mà. Anh muốn chặt hay gói lại? Trên khắp thế giới, hàng triệu người đã thấy mối liên hệ và ngừng ăn thịt thú vật. Để biết thêm chi tiết, xin viếng vegan-friendly.co.il and suprememastertv.com/b-veg. Họ gọi điều này là theo bản năng.
Họ cảm thấy đó là sát hại một sinh mạng vật sống. Do đó, hầu hết việc đó sẽ tự động giảm thiểu. Chính phủ phải phát sóng tất cả điều này trước, cảnh báo mọi người trước rằng kinh doanh ăn hoặc bán thịt động vật, trứng hoặc sữa, những điều này đều vô cùng bất lợi cho sức khỏe và hạnh phúc của mọi người, sát hại trẻ em cũng như người già. Phải giáo dục mọi người khắp nơi, phải khuyến khích chính quyền địa phương, đặc biệt quảng cáo hoặc báo chí, truyền thanh, truyền hình, phát sóng tất cả thông tin này cho mọi người, ngày này qua ngày khác. Và có cơ quan nào đó giải đáp câu hỏi của mọi người, nếu họ muốn biết thêm, nên có trang mạng cho mọi người dễ truy cập để tìm thông tin về tác hại của thịt. Thực hiện tất cả điều này không khó, rất dễ làm. Chỉ cần một chút can đảm từ ban lãnh đạo của các quốc gia và hệ thống hỗ trợ của chính phủ có thể thực hiện được. Phải, chúng ta có thể. Không có gì là không thể trên thế giới này. Dạ, sư phụ. Chúng ta lên mặt trăng và lên sao Hỏa rồi. Chúng ta sẽ lên sao Kim kế tiếp. Tất cả kế hoạch này trong khi chúng ta không chăm sóc địa cầu của mình. Chăm sóc những thứ dưới này dễ hơn khi chúng ta đã ở đây. Vì vậy, đầu tiên chăm sóc cho địa cầu, sau đó chúng ta có thể đi thăm những thiên thể khác. Tại sao chúng ta có thể chinh phục mặt trăng, muốn chinh phục sao Hỏa và sao Kim, mà lại không thể lo liệu nổi vấn đề nhỏ của mình ở dưới này? Chỉ là ngừng ăn động vật có bấy nhiêu đó thôi. Tôi không có thấy lý do nào để bào chữa cả. Không thấy có trở ngại nào cả. Không thấy có gì rắc rối cả, ngoại trừ làm cho mọi người khỏe mạnh hơn, quốc gia khỏe mạnh, tinh thần hùng mạnh, trẻ em thông minh, khỏe mạnh, và ngày càng nhiều việc làm cho mọi người, việc làm lành mạnh hơn, công việc có lương tâm cho tất cả mọi người, một nền công nghiệp phát triển mạnh. Đó sẽ là canh tác hữu cơ thuần chay, hiện đã được thực hiện, đã tăng lên về số lượng, chỉ là cần một nhà lãnh đạo can đảm thế thôi, hoặc một nữ lãnh đạo mạnh mẽ, một nam lãnh đạo mạnh mẽ. Tôi muốn thấy các nhà lãnh đạo trở thành anh hùng, thành một nam lãnh đạo chân chính, không phải chỉ là chính trị gia chuyên nghiệp đấu tranh giành phiếu bầu và nói xấu về nhau bất kỳ lúc nào chỉ để giành phiếu bầu và rồi lập kế hoạch chiếm đất của quốc gia láng giềng hoặc đánh nhau vì mảnh đảo nơi nào đó hoặc thu gom tất cả tiền thuế mồ hôi nước mắt của dân vào việc sản xuất vũ khí chỉ để giết. Tôi muốn thấy điều gì đó theo chiều hướng ngược lại từ ban lãnh đạo của thế giới. Chúng ta có thể làm được. Phải, chúng ta có thể. Tôi không biết tại sao các nhà lãnh đạo hoặc các chính phủ không thấy sự hợp lý của việc đó. Thay vì trả hàng triệu, hàng tỷ chỉ để chữa bệnh cho mọi người từ một đại dịch hoặc ngay cả một căn bệnh nan y nhiều năm ròng rã, thì ngăn chặn nguyên nhân gốc rễ của nó thay vì phung phí tất cả tiền bạc này trong chiến tranh, trong điều trị bệnh hoặc đại dịch và cách ly mọi người và gây tổn hại cho nền kinh tế của quốc gia và của thế giới, đưa thế giới vào bế tắc như thế này. Họ đang tiêu rất nhiều tiền và đau khổ cho người dân, lo lắng cho mỗi gia đình và chính phủ. Tại sao không chỉ để thay đổi nguyên nhân gốc rễ của nó, loại bỏ nguyên nhân gốc rễ và dùng tất cả khoản tiền lãng phí này để trợ cấp cho ngành công nghiệp chăn nuôi để thay đổi, rồi họ sẽ quay đầu lại. Lý do họ kinh doanh thịt là vì nó mang đến tiền cho họ. Vì vậy, nếu các chính phủ trợ cấp cho họ đủ tiền để bắt đầu lại cuộc sống, thì họ sẽ sẵn sàng bắt đầu lại. Và lý do công nhân làm việc trong phòng thí nghiệm thịt hay trứng hoặc sữa
là chỉ vì họ muốn kiếm tiền. Vì vậy, miễn là họ có thể kiếm được tiền thì họ sẽ không bận tâm phải làm gì. Họ sẽ không bận tâm là giết động vật hay là trồng rau trái. Trồng rau thì dễ hơn, không qua đẫm máu, không qua bẩn thỉu, không qua hôi hám và buồn nôn, và không tổn hại đến lương tâm đối với cảm xúc, tinh thần và tâm lý của con người. Vì vậy, nói chung, đó là một tình huống bên nào cũng có lợi. Vì vậy, tôi nghĩ chính phủ nên thay đổi chính sách càng sớm càng tốt. Thank you.